Xin kính chào quý vị và các bạn lại quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2021 nha các bạn. Mình sẽ đi cập nhật bảng giá xe tất cả những cái xe qua sử dụng của công ty đang được chào bán. Thì trước khi mình đi cập nhật cái bảng giá xe các bạn, thì mình sẽ cập nhật hai chiếc xe mới vừa được công ty mình thu về để cho các bạn chúng ta thông tin nhanh luôn, để cung cấp thông tin nhanh cho các bạn luôn, để các bạn nhanh chóng kịp thời và tránh mất cơ hội nha các bạn. Đầu tiên đó chính là chiếc Toyota Yaris nè các bạn. Đây là chiếc Toyota Yaris 2015. Xe này đi được có 11.000 km rồi. Đó, số tự động màu đỏ mới vừa thu về. Một chiếc xe lướt nha các bạn. Đó, xe này cũng nữ chạy, vừa được công ty mình thu về, chưa có dọn dẹp hay vệ sinh gì hết. Đó. Thì cái xe này khoảng độ một tuần lễ nữa thì mới hoàn thiện hết mọi quá trình nha các bạn, từ cái khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp, một tuần lễ nữa thì mới đem ra chào bán. Mình quay trước cho các bạn biết luôn, cái xe này đang được bán mức giá là 465 triệu nha các bạn. Đó, 465 triệu. Rồi còn một chiếc thứ hai cũng mới vừa được thu về luôn, đó chính là chiếc Innova đây, biển 71A nè các bạn, mới thu về ngày hôm qua. Xe này là Innova 2.0e, số sàn đời 2020 nha các bạn. Xe mẫu mới, mẫu mới nhất của Toyota giờ. Xe này đi được 25.000 km và giá bán chỉ có 655 triệu thôi. Đó, 655 triệu Innova màu đồng nè các bạn, rất là đẹp luôn. Xe này nước sơn zin từ đầu tới đuôi luôn nha các bạn. Nước sơn zin từ đầu tới đuôi luôn. 655 triệu Innova 2020, mẫu mới còn được bảo hành. Đó, xe rất là đẹp nha các bạn. Thì đó là hai chiếc xe mới vừa được công ty mình thu về. Thì mỗi một ngày thì công ty mình thu về khoảng độ 2-3 chiếc xe. Thì mình đi cập nhật nhanh để cho các bạn chúng ta đang tìm một chiếc xe nào đó, thì thông qua clip này các bạn thấy được những xe mà công ty đang có và có thể đưa ra quyết định nhanh, đặt cọc nhanh để tránh mất xe nha các bạn. Rồi, mình đi ra phía trước là những cái xe mà đã hoàn thành kiểm tra chất lượng rồi, làm đẹp và đang chào bán phía trước này nha các bạn. Đó, mình sẽ đi cập nhật nhanh thôi về thông tin xe và cái giá bán để cho các bạn chúng ta đỡ tốn thời gian mà mình lên đây coi xe. Ví dụ như các bạn thấy được trong quá trình mình cập nhật á, thì các bạn thấy được chiếc xe nào mình quan tâm á thì gọi trước cho mình đi, mình gửi thêm những cái thông tin xe rồi hình ảnh rồi những clip chi tiết về xe cho các bạn chúng ta xem trước. Nếu các bạn thích rồi á thì hãy lên đây mình cho các bạn sau coi thực tế xe. Đó, vậy đỡ tốn thời gian nhé các bạn. Rồi, đầu tiên đây là Innova số sàn 2018 nha các bạn, giá bán 590 triệu màu đồng anh kim. Mitsubishi Xpander bán rồi, mình lướt qua. Đây là Innova số tự động 2016, giá bán là 595 triệu nha các bạn, 595 triệu. Rồi, Toyota Avanza số tự động 2019, giá bán là 495 triệu. Camry 2.5Q số tự động 2015, giá bán 815 triệu nha các bạn. Đây là Camry 2.5Q 2013, giá bán 640 triệu. Camry 2.5Q 2015, giá bán 820 triệu nha các bạn. Đây là Camry 2.5Q 2014, giá bán 725 triệu màu đen. Rồi, đây là Camry 2.5Q 2015, giá bán 820 triệu nha các bạn. Có hai chiếc màu vàng, hai chiếc màu nâu vàng đó. Đây là Toyota Vios số động bản G đời 2020, giá bán 510 triệu nha các bạn. Đây là Mazda 2 2018, giá bán là 465 triệu. Đây là Toyota Wigo 2019 số tự động, giá bán là 145 triệu nha các bạn. Rồi, giá là 345 triệu. Rồi, mình ra hàng phía sau nha các bạn. Đây là Fortuner máy dầu 2 cầu số rộng bản 2.8 đời 2021 màu đen, giá bán là 1.380 triệu nha các bạn. Camry 2.5Q 2017, giá bán là 880 triệu.
Innova Venturer 2018 số tự động, giá bán 705 triệu. Honda CR-V 2013 số tự động, giá bán 600 triệu. Rồi, Innova số sàn 2018 giá bán 590 triệu một bạc. Đây là Innova 2.0V số tự động 2018 giá bán 770 triệu. Innova V nha các bạn, bản cao cấp nhất của Innova 770 triệu. Đây là Mazda CX-5 2018 giá bán 750 triệu. Rồi chiếc cuối cùng, Toyota Rush số rộng 2018 giá bán 575 triệu nha các bạn. Đó là đó tất cả những cái xe mà đã hoàn thành mọi quá trình và đang được trưng bày phía trước để chào bán. Rồi thì nếu như các bạn nào đang quan tâm chiếc xe nào thì gọi cho mình, mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn nha, về cái chi phí lăn bánh cũng như là tư vấn về ngân hàng. Như các bạn muốn mua xe qua sử dụng mình góp ngân hàng nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip cập nhật bảng giá xe của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào. Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.